Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Từ hôm nay có một cái tin tức từ Hoa Kỳ rất là vui cho Việt Nam và đặc biệt là cho cảnh sát biển Việt Nam tuần tra trên Biển Đông. Xin thưa, đó là việc tàu tuần tra của Hoa Kỳ John Midget đã treo cờ đỏ sao vàng Việt Nam, chuẩn bị bàn giao cho phía Việt Nam. Thì đây là tàu tuần tra cỡ lớn John Midget WHEC 726 đã lội biên vào năm 2020 của tuần duyên Hoa Kỳ. Và bên phía Hoa Kỳ thì có tổng cộng là 11 chiếc tàu thuộc loại lớp Hamilton và hiện nay đã lội biên giải ngũ 10 chiếc và chỉ còn một chiếc duy nhất. Và bên phía tuần duyên Hoa Kỳ cũng đã đóng loại tàu mới hơn, gọi là tàu Legend. Thì hình ảnh cho thấy rằng tàu John Midget đã chính thức treo cờ đỏ sao vàng trên kỳ đài của chiếc tàu này, và tin tức cho biết rằng sắp bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam. Thì lớp tàu Hamilton John Midget đây với trọng tải cũng khá lớn là 3.250 tấn, và có thể nói rằng hiện nay thì con tàu đã được tàu kéo Pacific Mariner của hãng tàu Western Towboat lai dắt từ khu cảng Tuần Duyên sang hồ Union thuộc hồ Washington tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington của Hoa Kỳ. Thì tàu John Midget sẽ chuyển về vị trí mới để chuẩn bị bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2021. Thì chiếc tàu này đã được hoạt động ở trong lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ 40 năm và tàu cũng đã được lội biên và tàu đã tiến hành tháo dỡ đạn dược và một số thiết bị quan trọng như giàn phòng không cực nhanh tầm gần Fallon, tháo dỡ radar tìm kiếm mục tiêu trên không SPS 40, pháo tự động 25mm và đã sơn lại thân tàu màu sơn trắng. Thì trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã đăng bài cho biết rằng bên phía Việt Nam đã nhận được một cái gói tài trợ quân sự nước ngoài FMF hơn 150 triệu đô la nhằm mục đích là hỗ trợ an ninh cho bên phía Việt Nam, thưa quý vị. Thì trong số tài trợ này thì có 58 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ chuyển giao hai tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton và chiếc đầu tiên là cảnh sát biển 8020, nguyên bản là chiếc Melanto WSEC 722 của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ và đã bàn giao cho phía Việt Nam cuối năm 2017. Thì lẽ ra chiếc John Midget WSEC này 726 bàn giao vào cuối năm 2020, nhưng mà chúng ta biết cũng do đại dịch Covid-19, những luật lệ về giãn cách xã hội, cách ly và nhiều khó khăn khác trong mùa Covid, cho nên đã có một cái sự đình hoãn. Thì ngoài ra trong chương trình hỗ trợ về quân sự FMF thì cũng cung cấp cho phía Việt Nam là 24 xuồng tuần tra cao tốc loại Meadow Shark, và 6 chiếc cuối cùng thì cũng đã được bàn giao vào tháng 5 2020. Thì lớp tàu Hamilton của tuần duyên Hoa Kỳ là lớp tàu tuần tra lớn nhất trong thập niên 1960. Lớp tàu này dài 115m, bề ngang rộng nhất là 13m, mớn nước 4m6, lượng choán nước 3.250 tấn, tầm hoạt động lên tới 22.530 km nếu được đổ đầy nhiên liệu. Thì tàu vũ trang có một trọng pháo ở trước mũi là Autopreda 76mm, hệ thống pháo cận chiến bắn nhanh tầm gần là Fallon 6 nòng đạn cỡ 25mm với tốc độ bắn 2.000 phát trên phút, và hai pháo tự động 25mm Bushmaster. Thì tàu có hai động cơ diesel và hai động cơ turbine khí
tốc độ tối đa là 29 km, có thể nói tương đương với 53.7 km/h. Tàu có thể mang theo 24 sĩ quan, 160 thủy thủ và hoạt động được liên tục 45 ngày trên biển. Ngoài ra, tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng máy vòm có thể kéo ra thu vào. Tàu có chức năng tuần tra lãnh hải, cứu hộ cứu nạn, khảo sát đại dương và có thể hoạt động trên tất cả mọi vùng biển trên thế giới, chịu được sóng to gió lớn, nên tàu còn có tên gọi là tàu tuần tra cỡ lớn có độ bền cao, tức là High Endurance Cutter. Thì chúng ta biết rằng hiện nay thì chỉ còn một chiếc tàu Hamilton đang phục vụ trong tuần dương Hoa Kỳ là chiếc Douglas Monroe WHEC-724 tại Kodiak, bang Alaska. Ngoài ra thì chúng ta biết là có 10 chiếc loại biên thì đã được bàn giao cho Bangladesh 2 chiếc, Nigeria 2 chiếc, Philippines 3 chiếc, Sri Lanka 1 chiếc và Việt Nam 2 chiếc. Thì có thể nói đây là một cái tin tức rất tốt cho cảnh sát biển Việt Nam. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.